chỗ xưa nay để cái hình lên mà tao nói cái body nhìn nó ngon mà nó mờ lem mà nó trời ơi búng búng một cái nè búng hai cái trời ơi đẹp quá. Chết. Yeah. Come on. Yeah. 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 Nghe nói em đẹp tự nhiên không có sữa nha. Yeah. Em đẹp như anh không có cửa nha. Yeah. Còn em đẹp tự nhiên có chút sữa à. Dạ. Dân miền Tây như anh chắc có cửa. Dạ. Tao nói ơi, thiệt luôn á. Mất hứng à. Đang nhìn bên đây tao nói nó ngon. Thiệt là ngon. Nhìn qua đây. Nè. Hết ngon. Ủa? Nay đi quay hay gì mặc đồ thiệt ghê vậy? Đó có. Nay không, ở nhà. Ở nhà? Ừ. Ở nhà mặc đồ kỳ vậy? Mặc giống như đi diễn vậy? À, thiệt ra thì đó giờ mình ẩn danh thôi. Chứ đây mới thật sự là cái style, cái phong cách của Thanh Hà đấy. À, vì anh thấy cái phong cách của Thanh Hà. Yeah, sao? Thì cũng cũng trẻ. Yeah. Trẻ trâu á. Trẻ trâu. Ừ. Yes. Trẻ trâu đúng không? Ê nói nghe nè. Tự nhiên nãy giờ vô đây có bị gì không vậy? Không, đâu bị gì đâu. Thiệt ra là còn một điều bí mật nữa. Thiệt ra thì em nhỏ hơn chị 10 tuổi. Cái lúc mà ba mẹ em đẻ em ra đó là ba mẹ em làm khai sinh trước đó 10 năm lận. Là tính ra là em nhỏ hơn chị tới 10 tuổi. Dạ. Em từ hôm qua tới giờ em có bị sang chấn tâm lý, em có bị thần kinh, em có bị té giếng không? Chị chửi em. Ừ. Chị chửi em luôn. Trời ơi đã quá. Chị chửi em tiếp đi. Chị chửi em như là một người chị. Chửi đi em, hoặc là giống như một bà cô bà gì. Chửi con chửi cháu cũng được. Chửi đi chị. Nó nghe nè. Ông làm cho tôi bị sợ ông đó. Nè ông tin ông, tôi nổi hết da gà luôn nè. Tự nhiên nay ông làm sao vậy? Ủa làm gì sợ? Chứ không phải mấy người thích kiểu mà trẻ trâu này nọ. Yeah come on này nọ đồ hả? Ủa Idol ai nói thích trẻ trâu? Cái đó người ta gọi là một cái gì đó, nó gọi là một cái thú vị riêng một chút xíu trong cuộc sống thôi. Chứ phải gu tôi. Chứ gu mấy người là sao? Biết gu tôi thì sao không? Sao? Quên ơi, chưa nghe nó nhỏ thôi. Qua đây. Kỳ hết sức. Qua nói. Phải là gần mới chịu nói. Qua không? Yêu chị. Đưa tay đây, đưa cái đích vô chị. Cô mấy người sao? Biết chưa? Để ra. Vivian, Thanh Hà, đàn ông lắm đó. Duyên ơi, Duyên ơi Duyên, nước xong chưa vậy? Xong rồi nè. Khát nước muốn chết luôn á. Rồi từ từ có liền. Hói quá. Uống đi. Ủa? Không uống nước chứ đâu phải là nước lọc đâu. Thì đúng rồi, nãy anh Hùng vô kêu là Duyên ơi cho anh ly nước. Không, thì nước đó phải. Hùng mà không có uống nước lọc. Hùng uống nước ở đây là Hùng uống sữa. Anh chướng quá à. Thôi được rồi, sữa phải không? Được. Đợi xíu. Nhanh lên, người ta đang khát nước. Rồi rồi rồi. Nè. Yeah. Nóng rồi đó. Ây da. Gì vậy? Nóng quá vọng tay. Thì sữa nóng phải nóng thôi. Ôi, nóng quá vọng tay phải nhờ người đốt. Nóng quá. Mà thổi cái nguội hay ghê. Thì nóng thổi cái nguội thôi. Nè. Rồi uống như vậy khi nào mới xong? Thì bây giờ ráng đợi nó nguội thôi chứ sao giờ. Hay vô ướp nước đá đi. Giờ mát lại mới chịu đúng không?
hơn cho anh là quán vắng đó nghe chưa. Mệt ghê á. Mà đừng có để lạnh quá nha. Lạnh quá là đau bụng đó. Rồi, hơi hơi mát mát thôi nè. Nay làm gì mà nhõng nhẽo với tôi quá à. Nè, uống đi. Ủa? Ngồi ở đó. Vậy là gu của Duyên là vậy hả? Gu Duyên là vậy làm sao? Thích được nhõng nhẽo á. Trời, thích nhõng nhẽo gì? Thôi đi, tại vì anh là khách. Anh vô đây thì khách hàng là thượng đế mà. Nói gì thì nói, cũng phải chiều khách hàng xíu. Giờ khách hàng muốn uống cái gì mà cũng phải phục vụ tận tình. Sao mắc cỡ đúng không? Mắc cỡ gì? Tự nhiên cái vô cái người ta đổ sữa cái chỗ uống sữa, người ta đổ sữa nóng cái chỗ uống sữa nóng. Cái này riêng mình hùng thôi, đúng không? Ủa là nãy giờ anh tưởng là kiểu tôi thích vậy hả, cho nên là tôi mới chiều anh hả? Đúng rồi, gu là gu thích mấy đứa hay nhõng nhẽo chứ còn cái gì nữa. Thôi bớt bớt đi cha. Trời ơi trời, nói rồi, tại anh là khách nên tôi mới chiều anh. Chứ nãy giờ anh tưởng mấy cái ly đó hả, tôi tính tiền hết á. Chứ anh tưởng ủa không lấy là không tính hả, không có đâu. Khách nào mà chiều càng nhiều tính tiền càng nhiều. Cầm ly lên, uống lẹ rồi trả tiền nhanh. Ủa nay đi quay hay gì mặc đồ ghê vậy? Đâu có, nay không, ở nhà. Ở nhà? Ừ. Ở nhà mặc đồ kỳ vậy, mặc giống như đi diễn vậy.